Tiếp theo ở đây là cái rơ le nhiệt anh em nhá, rơ le nhiệt nhá. Đấy. Đấy. Ở đây là rơ le nhiệt nha các bác, ở đây là rơ le nhiệt nhá, thì nó được gắn với lại khởi động từ. Thì khi mà cái nguồn điện của chúng ta cấp vào ấy, nếu như mà nó gặp những cái trường hợp chẳng hạn như quá tải, sụt tải hay là nó gọi là chập chờn ấy, mà nó không ổn định và nó bị quá tải cao ấy, đấy thì là cái rơ le nhiệt này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ ngắt. Đối với các bác ấy thì các bác cần phải biết được rằng là rơ le nhiệt này nó chỉ bảo vệ cái tủ điện của chúng ta thôi và bảo vệ những cái thiết bị điện thôi, là khi mà có quá tải, nhưng mà quá tải phải là quá tải mạnh nhá, nặng đấy thì nó mới hoạt động. Thì như vậy ấy, thì là nó sẽ ngắt máy. Nhưng mà chứ không liên quan gì đến cái việc là lúc mà tắt ống thì nó nhận biết tắt ống tắt máy rồi nha các bác. Tránh cái việc là nhiều cái nhà sản xuất ấy, người ta không có cái cảm biến chống nổ ống này này. Đấy, người ta không thiết kế được cái cảm biến chống nổ ống này, thì người ta lại bảo rằng là cái này là khi mà tắt ống thì là nó sẽ ngắt, thì hoàn toàn sai, và như thế là đánh tráo khái niệm nha các bác. Giờ đây Sotado muốn chia sẻ cho các bác nắm được nha. Sotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam.